Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy. Thì trước mắt anh em cả nhà đây là một cặp xe nha, một cặp xe Quay Alpha lốc đen đời 203 nha mọi người. Thì số 84 chào Vinh. Số lên đẹp anh em, 5357. Anh em ở tỉnh Trà Vinh giữ số này đi cũng ok nha. Để Hồ Quang đi vào chi tiết cũng như là nổ máy cho anh em nghe. Chiếc này máy zin im, đầu lòng chưa gớt nha anh em, đi cực kỳ nhẹ cảm giác luôn. Còn em này là chiếc Winner V1 đời 2017 nha anh em. Xe nhà thiết kế rất là hầm hố nha mọi người. Máy ghi nha. Chiếc này đi nhẹ lắm anh em. Màu cam, cam đen. Cùng biển số Trà Vinh nha anh em. Chiếc này ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Là cái chỗ của tiệm quay luôn á. Đang quay phim có một chiếc MXX đẹp quá nè anh em, của khách nha, màu vàng mọi người. Này của khách nha anh em. Này anh em có nhu cầu thích chiếc này thì cũng alo cho Quang nha. Xe đẹp lắm mọi người. Idol 6.000 nha anh em, chuẩn luôn á. Sẵn Quang review luôn cho. Chung xe này chắc xe thì miễn bàn thôi. Kiểu dáng thể thao nhỏ gọn. Này dòng xe nhập nha anh em. Khách ghé chơi sẵn tiện Quang quay cho khách luôn. Khách cũng có nhu cầu bán nè. Quang xin không quay biển số nha. Biển số 84 Trà Vinh anh em. Cả nhà xem video đến đây mà chưa bấm đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha. Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà Quang đăng lên nha mọi người, để không bỏ lỡ những video đó nha. Chiếc Full Chanel GT Quang bán rồi nha anh em. GT đời 207 màu đen. Quang mới đăng clip hôm kia vậy. Đã bán về Long An nha mọi người. Đầu tiên Quang sẽ review chiếc này cho anh em nha. Màu đỏ Quay Alpha đời 2.3. Áo tem đẹp liền lạc nha anh em. Chiếc này mua về đi rất là kinh tế nha mọi người, tiết kiệm xăng, bền bỉ, giữ dáng và giữ giá nha anh em. Đang bán 2 mấy triệu, 2x vừa thôi anh em. Mua mấy dòng này xác định để đi gia đình, đi làm chân đi làm kia thì rất là chính xác nha mọi người. Mình sẽ nổ máy anh em nghe.
thời chắc dã man luôn. Chú Bồ ghim theo xe nghe giòn lắm anh em, âm thanh nghe rất là giòn nha. Mãi nè. Bắt chờ mãi. Chiếc này chủ vô cặp phục full trừ 1 nha anh em. Cặp phục đi nhúng sướng lắm. Ốc tán thì ốc tán xanh nha anh em. Đây. Dàn chân nè, dàn chân đẹp tuyệt lạc. Không có chân nè mọi người. Và sẽ tập trung con quay chiếc quen pha nhiều hơn nha. Còn cái mẫu kia mẫu mới rồi. Thường anh em xe những dòng xe xưa nhiều hơn nè. Đo chân lòng nè. Máy im chắc dữ lắm. Chạy cực kỳ sướng luôn. Chạy rất là bốc cho mọi người. Thời chắc chất phát lắm anh em. Rồi cũng có chạy nha. Dành trước sau của oxy. Này không có xác mục gì đâu nha mọi người. Đây nè. Ừ, chào Vinh anh em. Mới chát à xe này. 6.000 cây mà. Này khách đi đi đường hơi dơ thôi. Chiếc xe mới tinh rồi. 2020 nha anh em. Mấy dòng xe nhập thì ốc nó không có có xì bóng như những dòng xe Việt Nam đâu mọi người. Nó gam mà màu vậy. Vỏ nè, độ dày vỏ nè. Vỏ thấy xe to nha anh em, 2020 nha. Đi 6.000 mà đâu có nhầm nhòi nha. Bồ nè, cái bồ thiết kế. Độc lạ lắm nè. Độc máy nè, gin hết nha. Xe này nguyên gin 100% luôn. Sơn gin 100% luôn nha anh em. Xe này chủ quan biết của mình, ở gần thôi. Anh em muốn muốn mua chiếc này thì liên hệ cho quan. Quan gửi hình chi tiết rồi cũng như giới thiệu cho anh em nha. Bắt chờ máy. Hay giờ nha em, chưa rửa gì nha anh em. Bắt đầu nè. Cụ đề nè. Bét bơm nè. Bên trước nè.
Honda MSX 2020 nha mọi người. Xe zin toàn tập nha. Chưa có khờn luôn. Nè dơ. Quá đẹp nè. Phục 7 màu nha nè. Bụi dơ thôi mọi người nè. 6.000 cây. Vỏ còn, xin vỏ còn nha nè. Dòng xe mô tô thể thao mini cỡ nhỏ. Đầu lòng xương đen luôn. Phột nè mọi người. Ốc cổ nè, chưa ra nha nè. Dàn công tắc nè, mới tin nè. Này Mini Cooper nè. Máy em gu nha. 6.000 cây. Này gửi xà bông lề sạch rồi mọi người, không cần gửi gì quá đâu. Đèn led nha nè. Đẹp, đèn lạc nha. Nhãn tiết kiệm năng lượng nè. Trời, có lít rưỡi rồi mọi người, lít rưỡi cho 100 cây, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Màu vàng rất dễ thương nha anh em. Để xe nè, nhìn rất là dễ thương mọi người. Rồi anh em yêu thích chiếc này thì liên hệ cho ban nha, 0909 584 394, số của Zalo nha anh em. Gì ấy? Vỏ nè, made in Thái Lan nha mọi người. Để quan quay đát cho anh em xem. Diện mâm anh em, mới tin nè. Ốc nè. Ốc cốt chưa ra luôn nha. Đát vỏ nè, 2020 nha anh em. Còn ra luôn nha anh em. Thank you.
nữa xa nè, cũng 2020 nha mọi người. MSX nha anh em, MSX 2020 nha. Xe đẹp, nguyên zin nha, sơn zin cả xe nha anh em. Rồi anh em yêu thích chiếc này thì liên hệ cho ban nha. 0909 584 394, số của Zalo nha anh em. Để quan mà bỏ dùng gây bên trong cho anh em. Cảng đẹp nha anh em. Nó mẻ đây xíu. Cảng nè. Chìa khóa. Chìa khóa còn hai chìa nha anh em. B524 nè. Này cũng vậy nha mọi người. Bên trong nguyên đây. Bình xăng gì đẹp nha anh em. Dáng xe nhìn liền lạc lắm mọi người. Để con đi một vòng cho anh em xem. Tiền Quang có hỗ trợ chơi góp luôn nha. Anh em có nhu cầu mua chơi góp thì cũng alo cho Quang nha. Quang sẽ tư vấn cho anh em. Alo và các bạn Zalo. Cả nhà kết bạn nhắn tin cái gì đó cho Quang nha. Để Quang biết nha anh em. Nhìn xa rồi mọi người. Cầu gấp nè. Sườn nè. Sườn còn đẹp nha anh em. Cái lo sườn nè. Đây. Dành căm. Dành căm thì không có bột ngọt đâu anh em. Dành căm dành Goshi nha. Biết sao. Rồi giờ quay con Winner cho anh em nha. Winner V1. Chiếc này màu cam nha anh em. Mình nói máy anh em nghe. Chiếc này hơi còn dữ dội nữa. Máy im zin nha anh em. Quang quay dàn chân cho anh em xem. Dàn chân nguyên zin nha anh em. Đầu lòng rồi. Chưa máy. Mới thay nè. Về cui à. Bột nha. Rồi vừa rồi là một dòng những chiếc xe hiện đang có tiện quan nha anh em. Chiếc này thì khách gửi nha. Khách đang ghé ngồi chơi ở trong nè. Em mệt ít. Chiếc này thì Winner. Chiếc này thì Quang Alpha. Theo anh em thì anh em sẽ chọn chiếc nào? Để lại comment bên dưới giúp Quang nha. Thì rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của Quang. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Bye bye.